Hi xem mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục chơi Arca với mod Pokemon. Thì mình đang trong con Lunala đang trên đỉnh núi. Vừa lên đây thì thấy con Edinja nó đứng ở trên đỉnh luôn. Vãi thiệt chứ. Ở khu này là kiểu như dạng như là Ngũ Hành Sơn nhé. Nó mới toàn là mấy cái ngọn núi cao chọc trời không à, các bạn thấy không? Nó toàn là mấy ngọn núi cao cao lởm chởm không à. Rất là cao luôn á. Để mình xây được cái nhà trên đây đó là một cái khó khăn cực kỳ lớn. Vài bữa đó mình sẽ làm thử thách xây nhà ở trên cao thử coi được không. Xây nhà ở bên vách núi á. Ở trong Minecraft thì dễ chứ mà ở trong đây thì nó hơi khó đấy. Nhưng có cái mod Uyokrat thì chúng ta có thể làm được điều đó. Nó có support mà có thể xây được trên cao luôn á. Ê, cái khu này con đất này nó hung dữ ghê ta. Cái bọn này nó đang quýnh nha, mà nó bị quýnh trước đã bị cancel cái lượt đánh. Cái con Lunala này cũng quýnh khó trúng thì thôi luôn á. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Ủa chui đâu rồi? Ơ nó chui đâu rồi? Nó chui thẳng xuống mặt đất luôn rồi các bạn ơi. Ui trời. Mình đang quýnh nó, mình đã quýnh chết đâu mà nó chui xuống luôn. Cái này là quýnh quýnh rất là khó luôn á. Con này cũng là một trong những cái con mà quýnh rất là khó. Ok, hôm nay mình sẽ cưỡi mấy con boss vô đi vô trong kia, mình sẽ đi đại náo cái boss cuối. À, chỗ này chỗ wow, chỗ này cảm thấy đẹp nè, vừa có cái hồ nước vừa có đá. Ui, có vẻ nói sao trời, từ một ngọn đỉnh cao nó làm cái gì, định tự tử hả mày, cái gì từ từ nói chứ, xuất hiện ở trên tầng cao nhất luôn. Này tự tử, này tự tử, kẹt anh kẹt, tao giúp cho mày đi về thiên giới dễ hơn. Trên đây khui nhiều 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 con quá, mình phải từ từ, mình ở trong đây một lúc hả nó mới tiến hóa lên được. Cứ nên xuống bắt cái con Nidoran để tiến hóa thành Nidoran tiến hóa thành Nidoking hả trời. Cái vùng này giống cái thuyền mình cập bến quá. Wow, ơi, cái vùng này sát với núi lửa luôn các bạn. Dự sẽ rất là nhiều con dữ á. Có con gì lạ vậy đó. Con này giống con Pikachu á. Solo mode 100. Mình tắt cái sương mù. À lộn, tắt cái mưa với sương mù đi. Ở trong đây cứ khoảng tầm 10 tới 15 phút rồi nó mưa một lần. Đây là cái lỗi của cái map này, mình không biết cách nào mà tắt được hết. Mưa một lần là mưa rất là lâu luôn. Đây. Bình thường ở ngoài đã mưa rồi mà trong game còn mưa nữa. Thì không có ổn à. Khu này toàn mấy con bình thường, mình vô trong, thực sự vô trong có nhiều con hay nhưng mà là hên xui thôi. Hỏi được rồi, chắc là chúng ta nên trở về nhà đi. Trở về nhà đi quất boss thôi các bạn. Mình chắc là mình sẽ cưỡi con Hypno để đi quýnh boss. À đúng rồi. Bắt một con nó chính là con do rua. Mình đang đi đúng rồi đúng rồi, để bắt một con do rua hay là bắt một con cá 8 đuôi ta, cá 9 đuôi chứ. Ok, ở nhà mình cũng có nó mà đúng không, thì chúng ta trở về nhà đi rồi bắt. Chúng ta đi xa nhà quá lâu rồi, về nhà sửa lại cái
sửa lại cái lồng chim khổng lồ mình chưa làm xong nữa. Giờ mình đi chơi quá lâu rồi chưa trở về nhà, từ ngày bắt con này xong là người là hết bóng hết biết luôn rồi. Rồi mình sẽ bay dọc bờ biển đi về. Được cái là trong đây là cưỡi Lunala đồ sướng các bạn ha, mình có thể để nó ngoài rất là đẹp luôn, trưng ra đấy. Trời ơi, nhìn hai con đây dễ thương chưa kìa. Ôi, nhà mình nó hướng nào trời. Con này là con gì trời? Esbud. 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 Esbud là con gì trời? Con này chắc chắn là không phải Pokemon rồi. À, quả bóng đâu nhỉ? Ôi, mình hết bóng rồi các bạn ơi. Ultra. Hết bóng. Cái này mình bị rớt, mình dính chứ mà. Để mình bắt con này thử coi. Mình nhìn con này có vẻ rất là độc. Ui, con sâu kìa. Mười bốn phần trăm. Ê, 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 cái gì vậy? Quýnh tao luôn à? Liều đấy. Mày liều đấy. 7%. Level 1 mà bắt khó chứ trời. Level 1 mà bắt khó hết hả? Cái quả Ultra Ball này nó phế nha. Ủa đâu rồi? Đâu rồi? Ơ? À? Đây. À, cái này. Ủa, không phải. Cái vũ khí mình mới vừa học từ trong cái vũ khí bắt Pokemon, có cái vũ khí gây tê á. Nhẹ nhàng thôi các bạn. Này thì nhây nhớt. Tưởng không bắt được cưng à. Con này chắc có dạng tiến hóa nè. Con gì đây, nhìn rất giống là con, rất là giống trong Pokemon luôn mà, nhưng con này không phải. Trời ơi, mày nhỏ mày ỉ cứ bự quá vậy. Ui, cưỡi được luôn ghê hả? Con này phải Pokemon không ta? Có vẻ căng. Ô, ê. Shiny kìa các bạn. Shiny Blastoise kìa. Con Shiny này thì nó không khác là con bình thường lắm. Để mình quăng bóng bắt nó thử coi. Từ từ để cho bé này. Trời, cả đời luôn á, không di chuyển được luôn á. Con này chắc cả đời là không di chuyển được rồi. Tại vì điểm của nó quá thấp các bạn. Không tăng được. Con này không biết là Airboot, con này chắc là trong Digimon rồi. Những con Digimon thì mới yếu như vậy thôi. Pokemon thì nó cũng không yếu tới mức thậm tệ như thế này. Quá yếu. Mắt cấp rồi mà nhưng cũng được vậy thôi. Thôi được rồi, cưng về nhà cưng ơi. Nó dễ thương quá nên mình bắt nó về. Nhìn nó rất là dễ thương luôn. Nó giống một con Pokemon gọi là Pokemon bóng tối nha. Để mình thử thách bắt con rùa Shiny này này. Nhưng mà còn có 4 quả à. Mười lăm phần trăm.
Ok, 15%. Tí 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 tí. Mày chạy. 11%. Nếu quả này không được nữa mình phải dùng súng thôi các bạn. Mười bảy phần trăm hết rồi. Chạy đi đâu, chạy đâu, chạy xuống biển núp hả? Xuống biển núp nè, xuống biển núp nè. Sai này thì mình bắt luôn. Con này hình như mình ngồi lưng được nó đó. Con này thì mình nhớ không lầm là mình ngồi trên lưng được của nó các bạn, tại vì Shiny là ngồi được đấy các bạn, thấy không, mình ngồi trên cổ nó rất là dễ thương. À, mình bị nặng quá rồi. Ok, đi dễ dàng liền đấy. Blastu, Blastu, con này đánh thì rất là khó. Để được gây được đam thì rất là khó luôn. Giỡn nè, giỡn nè. Giỡn nè. Dạ mang khó thiệt á. Đó. Rùa quấn rùa. Wow. Con Bluetooth này nó quấn thì hơi khó một chút các bạn, không có dễ chút. Hai con sâu này nữa. Nên mình phải tăng đam cho nó nhiều nhiều lên. Kinh nghiệm quấn là con này vừa quấn vừa di chuyển. Đó, bây giờ là nó quýnh một con là một cái đi nè. Đó, 2008 rồi đấy. Vẫn không thể nào mà thay đổi được cục diện, đó chính là mình bị rớt xuống. Thôi, lái con Lunala đi về. Đi về thôi Lunala ơi. Ôi, vậy là thu thập thêm được một con Shiny con rùa. Nhà mình ở hướng nào á ta? Con này giờ á, thứ nhất là vô boss là không được rồi, tại vì vô boss nó không cho mình bay. Mình chỉ có thể cưỡi con bộ thôi, mà con bộ là cái con Sugaleo của mình thì nó yếu dã man, quýnh có 1.000 à, quýnh tệ vẫn phải được 3.000 chứ, với quýnh con 200 máu cho quýnh tới sáng luôn á. Mình sẽ đi săn một con nào đó rồi chúng ta lại quẩy cái boss đó nào, mà thôi mình không lười quá, mình về mình vô cái kia đó, cái lồng chim cái đó, mình đang định đi edit cái lồng chim cho mấy con này ở. Mà nhà mình thì mình thấy rồi đó, ở ngay cái trụ đó, mình ở rìa đảo, đáng lẽ mới vô mình nên chọn là ở ngay giữa đảo đi, giờ xây nhà đã hết rồi các bạn, nên không thể nào mà thay đổi chỗ khác ở được, chúng ta chịu khó đi xa vậy. Tên, 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 tên. Mình ở rìa đảo cho nó dễ, cho nó an toàn, chứ ở trong đảo thì nhà dễ bị phá lắm. Không mà mình cũng sướng, mình ở ngay đó thì mình gần cái khu rừng đỏ cũng được. Ở đây mình bay qua rừng đỏ có chút à. Cái map này thật sự thì nó không to lắm, nó gọi là nhỏ. Khá là nhỏ đó chứ. Ôi. Con này thì vô boss dư sức rồi, tại vì điểm đam như thế này mình biết con này vô boss đủ đủ sức. Có một cái drop dưới biển.
Ở ngoài bờ biển này toàn rùa không nhìn vui thiệt ta. Đúng là những con Pokemon hệ 1 nó nhiều ghê thiệt. Tưng ta rưng tưng 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 ta rưng tưng 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 ta rưng ta rưng tưng ta rưng tưng 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 tưng. Ok, chúng ta đã trở về nhà, căn nhà bự chà lử. Một căn nhà được mình để trong đó chính là... Ở chết, con Sơn Anh Leo đâu ta? Hình như là nó chui vô rồi, con người mình rồi. Ê, mày cứ bay được không mày? Tao nhảy ra. Ơi, vẫn bị xì que bạn. Đây là cách chữa trị bệnh xì que nhanh nhất. Vừa tính dây nhà trần nhà đã ha. À, đó là thích cái mod này. Mặc đồ vô lại. Cạo ức râu tóc đó. Mình không muốn để tí nào. Cho nó sạch sẽ các bạn đúng không? Đó, phải tất cả phải sạch sẽ. Chúng ta đã trở về nhà. Ơ trời đúng rồi ha. Quên lúc mình đi. Nó làm được ít à. Gỗ nè các bạn thấy không? Gỗ là hết rồi nè. Đâu có đùa được. Gỗ nè, thép nè. Nhưng mà có cái rìu này thì chúng ta không sợ. Mình sẽ farm 20.000 gỗ. Cái rìu này là cái rìu mod nên là thành ra là nó được rất là tốt, farm được nhiều, chứ cái rìu cơ bản á, nó không có farm được như vậy đâu. Cái rìu cơ bản nó farm được có mấy trăm mà. Cho rìu metal xịn luôn á. Ta 2.800, 5.500, 9.200, 12.000. Rồi, dây cái đỡ farm chặt hết dừa ở đảo luôn rồi. Ê, ai lộn? Đúng rồi mà. Tưng ta rưng ta rưng, tưng ta rưng ta rưng, tưng ta rưng. Đấy, mở đồ. À, cái đá hả? Đá thì mình để cái đầu rìu này thì chặt được đá. Trong đây đặc biệt là cái rìu này nó chặt đá không bao giờ bị mẻ. Được có 1.900 à. À đúng rồi, trong đây thì mình thấy gỗ thì khá là nhiều nhưng đá là đa phần là ít nha. Có thể là chúng ta phải về mấy cái đảo to to mới đá nhiều. Lượm thì được có 20 thôi. Không có map này qua được map The Island hết ha. Map đó là map đầu tiên của cái game này mà cũng là cái map rất là hay. Mà tính ra là sai sai sao á, tại vì Scott Earth nó điều khiển được thời tiết mà sao map The Island nó không cho ta. Các bạn nhìn từ xa cái lồng chim nhìn đẹp quá ha. Nhìn y như là cái khu nghiên cứu khủng long vậy. Bây giờ thay đổi nghiên cứu Pokemon. Mình đang thích Pokemon Jet kinh khủng luôn mà trong đây nó không có, buồn ghê luôn á. Không có Pokemon Jet nên là rất là buồn. Một ngày buồn. À, mình cái gì nữa ta? Chitin, Silica đủ rồi. Mình để cho nó tự chạy đồ ra. Mình lấy dây nè. Cái này nè. Cái này qua nè. À, bỏ qua đây. Chế đồ thì cứ dục qua đây. Cái này là cái gì vậy ta? Cái này là wall hả? Để thử coi. Cái cục này nhìn cái mặt nhìn thấy phải tèo rồi. À. Ok, hiểu, hiểu hiểu hiểu. Tại vì có nhiều cái chỗ mà nó bị trống như thế này nè, mình có thể đóng lại được. À. Đấy rồi thấy không? Nhiều cái bằng kiến mà mình không thấy được đó.
Thực sự lúc mà nhiều cái nó trong quá vô ra dễ dàng quá, mình đã làm cái sàn đúng không các bạn, một cái vô tình. Ê, không phải cái sàn được gọi là cái gì ta, không phải là vô tình, nó được gọi là hình như là Blastil Who e à, Avatar là cái này, là cái thang máy rồi. Velsi Glass, Selin, Selin, à đúng rồi, chính xác là Selin. Mình làm cái sàn gỗ đi cho đẹp hơn ha. Floor đúng không ta, Floor là cái mái nhà rồi. Selin, cái này là Fountain. Cái này là Wall. Này là Wall, à cái này là Wall ngắn. Cái này là Wall cao. Cái này là Wall nhỏ. Cái này là Wall ngắn. Sót, sót, sót. Cái này là mình nghĩ là một cái cửa tự động. Iris Gate nè các bạn thấy không? Cái này là một cái dụng cụ thang máy rồi. Cái này là... À, nhiều thứ quá trời ơi. Thử cái này coi. Elevator thử coi. Mình về mình lấy ít electronic. Tưng ta rưng ta rưng, tưng ta rưng ta rưng, tưng ta rưng ta rưng, tưng ta rưng, tưng rưng, tưng ta rưng. Mưa lại về. Mưa lại về. Ủa sao cái này nó chặn chặn. À, electric chỗ nào ta? Tại sao máy lại không chạy nữa? Tại vì máy hết gasoline rồi. Mày phải làm việc liên tục, mày phải làm việc liên tục thì tao mới có dư tiền được. Bên kia chưa lắp máy, mưa nó xuống nhiều ghê luôn á. Ướt hết Pokemon, cảm lạnh hết. E L bỏ qua, ấy chết cha, lộn lộn bên. Wow, có thể đổi đổi như thế này luôn hả? Oh, wow, đây là cái bảng dữ liệu data nè các bạn, cấp 16, cấp 21, cấp 31. Wow, đây là một cái bảng mà chúng ta có thể học được. Đây là cái one small mình đã dùng rồi. Ok, hay đấy, khá là hay. Avatar thử coi. Ê, mà trong đây thiếu sắt rồi. Metal, trong đây là Oxidant hả? Cái thang máy làm khá là lâu này, không biết thang máy có tác dụng gì đâu, mình test thử coi gắn vào trong đó thì nó chạy như thế nào. Một ok, nhìn có vẻ to lắm mà phải có cái avatar thì mới cái này mới hoạt động được, phải có cái đồ, cái đòn, cái này là phải cần có cái này thì nó mới chạy được các bạn. Cementing đâu rồi, không có cementing, cất trong rừng hết rồi. Cái này là khổng lồ, wow, này mình xây cái này rồi, cái này rồi mình sẽ xây thêm cái này, cần sắt, sắt với obsidian hả? Ok, gì nhà lấy. Mưa quá, mưa quá. Mưa sương mù trong map này không thấy luôn á. Vô đây là thời tiết đẹp nè. Các bạn thấy không? Vô đây cái là hết mưa liền. Oxygen. Crystal lấy 5.000 cái đi.
Ủa, Obsidian dục đâu hết rồi ta? Obsidian đâu hết trơn rồi, cái store. Để chỗ nào nha? Tưng 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 tưng. À mình dọc trong đây nè. À mà qua lấy Metal Ingot đó. Metal Ingot thì bên mấy cái lò này nung chắc nhiều lắm rồi. Wow. Ơi chết rồi, hết rồi, hết rồi. Cái chắc là phải là chết chăm mình bị nặng rồi, ham quá. Ui da. Đi hết nổi rồi. Cất bớt đi, cất bớt, cất bớt, cất bớt, cất bớt. Ok. Hàm hố quá. Ở trời nó bắt đầu sấm sét ở ngoài kia là chuẩn bị là nó sương mù lên á, nhìn ghét kia không? Chớp 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 như game màn hình cái game bị lỗi á. Cái map này ít mưa một chút là hay rồi, mưa hoài. Mưa hoài, mưa mãi không xong. Hôm nay chúng ta sẽ làm một chuyến hành trình đó chính là thay vì boss, quấn boss mình kiếm công bộ đi. Đó chính là vô nhà của Rodon nha các bạn. Vô nhà của Rodon thăm nó. Tại vì mình mới test hồi chết hồi nãy là nó đã ra rồi. Ok, cho anh xí sắt nào. 50 Obsidian cộng 75. Ồ, có vẻ là chắc là nên đi đào Obsidian tí nữa. Cái kia để dành để coi cần đồ gì mình dùng chứ mình xài hết thì không ổn. Gỗ thì nó làm ra liên tục. Gỗ này không thiếu ở trong đây rồi, gỗ là một cái nguyên liệu khá là dễ kiếm. Rất là dễ kiếm luôn. Ôi, bỏ bớt mấy thồn này cho nó làm việc đi. Tèn ta reng tèn reng tèn ta tèn tèn. Ôi đá nữa. Rồi đá mình cầm 10.000 cục chia cho 2.000 nặng vãi tiêu. Vãi tèo con mèo. Ui ui, cầm đá chi mà nặng vậy. Người còn nặng lắm đấy. À, cái này. Đây là một cái cổng gọi là khá là cao ấy. Cái này là elevator. Elevator mình mới làm rồi đúng không? Cái này là một cái cổng dạng nhỏ. Ok, biết cái này. Cái này như là một cái ceiling đó các bạn. Floor. Floor là cái cổng mái nhà, ceiling mình nên lấy cái này. Ok, cần một chút sắt, tớ cần một chút sắt. Tớ cần một chút sắt. Một chút sắt thôi em ơi. Một chút sắt thôi. Cái nào nhỉ? Floor làm rồi. Ok, làm một cái này nào. Ôi, các bạn thấy không? Nó làm rất là lâu luôn á. Nó chế ra một món đồ cực kỳ lâu luôn á, tinh tế. Ồ tại sao cái này fountain này nằm ở cái mặt cười này ta? Mình nghĩ fountain. À nó fountain sắt. Hồi trước á là cái này á là nó có khoảng nhiều Pokemon lắm. Mà nhưng cái bản All Star bị Nintendo nó take down rồi. Cái bản All Star nó bị Nintendo nó nhận bản quyền á các bạn. Cái thằng chủ mod thì nó mất luôn cái sao giờ. Cái này phế trời. Cái này sao nhỏ vậy? Đấy các bạn thấy cái lồng chim cho nó đã cứng rồi. Ví dụ như mình bay lên. Nó cũng không có mở. Vãi vãi cái không mở. Mình làm cho nó mở mọi người coi nè. Cái này có thể set auto cloud. Ok.
Ê, sao mày không auto cloud đây mày? Bữa vừa thôi chứ. Cloud mà nào đây? Quá vậy trời. Không tự động đóng luôn. À, xét tu auto rồi mà. Auto rồi mà. Cái này là lắp luôn hay sao các bạn? Cái này là lắp luôn á. Mình có thể làm một phòng kiến và một phòng bình thường. Tao cay mày rồi đó. Thôi mày đóng luôn. Rồi, đóng lại được không? Phải đạn anh à. Tao nghĩ là mày phải tự động chứ, sao mày chơi chơi nhây vậy mày? Kỳ. Vẫn là kỳ. Mày đóng ấy mày. Mỗi lần lên là mày không mở luôn. Mở ra mày không đóng lại. Hay, vẫn là hay. Đúng rồi, cái này nó hay thật. Tao bắn tao đập mày luôn á. Đồ cái đồ cùi bắp. Ôi trời, đập cái sữa chết cha luôn. Mới teo vậy trời. Cái máy này cùi vậy. Mình nhớ nó tự động mà. Cảm thấy điên. One. Cái nào nữa ta? Nhiều cái quá. Xây thì lâu. Hôm trước mình làm cái nào ta? Cái này hình như làm rồi mà. Cái này hút mà bự mà khổng lồ đúng không ta? À đúng rồi, cái này hút nè, khổng lồ. Đúng mà trời. Cái này là elevator cho nó, thang máy tự động. Mình nhớ còn một cái sàn nữa cơ. Cái mặt khóc mà là gì trời. Tao điên đầu của tụi mày rồi đó. Lâu ghê thiệt, cái này xây lâu ghê luôn á. Cái này là một cái dòng bình thường à. Để cho kiểu dạng một cái chuồng mới các bạn. Này bằng sắt nè, cái kia bằng gỗ. Không được rồi. Chết thiệt chứ cái này khó quá. Nhiều cái quá để mình làm ghê thiệt chứ. Ai. Fountain. Floor. Hồi nãy mình biết bỏ cái này vô trong nó cho rồi đi. Ráp nhiều thứ quá, đuối quá. Ok, sau mấy tiếng mày mò thì sự ra chế xong được cái khuôn viên này rồi các bạn. Đây, bên đây là bị lỗi các bạn, bên đây bị lỗi à, mình không thể nào làm thêm được nữa. Mình làm sàn gỗ này, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Chúng ta có thể lên xuống bằng thang máy. Đấy, các bạn thấy
là điêu luyện luôn. Ở trong đây có cái cây nữa nè, ở trong đây hệ sinh thái là ok luôn á. Đây thổ bự lắm các bạn ơi, mình ngồi mình test gần cả buổi trời mới mới làm xong được cái nhà 3 tầng đó. Giờ là mình sẽ để những con này lên tầng cao nhất, các bạn ưng cao nữa mình làm cũng được luôn á, mình thì làm sao cũng được. À, à, ở trên này ra không được nha, ở trên này nhìn nó kiến vậy thôi chứ nó đóng rồi. À, ở trên đây đây, ở trên này nhìn xuống. Đây là cái tầng mà gọi là tối thượng. Mình có một đặc điểm đó chính là khi mình ở trong đây á, mình nhảy xuống thì nó auto có dù cho mình luôn, mình cũng không hiểu làm cái đó hay thật. Đi không thấy đường luôn. Thực sự nãy giờ mò cái này lâu ghê luôn các bạn, nó quá nhiều cái. Nhà này mới chất đúng không các bạn, hãy chất không? Nếu bạn thích cái này hay hay thì đừng quên để lại một like cho mình. Đó, không bao giờ bị mất máu nha, lâu lâu thì nó điên điên thì cho mình mất máu. Con chim này chắc cho tầng 1 quá. Tầng ở đây để bên đặt con nào cũng được, mình nên bắt Pokemon gì mình cho sâu ra hết như thế này đẹp hơn là để trong các bạn ha. Đó các bạn nhìn đã không, đẹp không? Wow, mình nghĩ là một một bên làm cho grow, một bên làm cho mấy con này khá là ổn. Cái bên này chắc mình nghĩ là nó bị lỗi gì đó mà, nhưng lỗi cái đó cũng được, không sao cả. Mình có thể chế biến theo nhà kiểu bị lỗi này nè, như cái này thì mình chế theo cái này cũng được, không sao. Kiểu như cái tầng trên mình không thích làm cái gì mình làm cái này, nó nhiều cái mình không biết quá. Ở trên đây các bạn thấy ổn không, đẹp không, đẹp không? À, những con ghê 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 mình được để trên kia. Mewtwo đồ qua hết, qua hết, qua hết. À, các bạn thấy cái nhà mình giờ đẹp ghê chưa? Mình làm lâu lắm luôn á, tốn cả mớ thời gian luôn. Lúc nào đi nghiên cứu cái gì cũng tốn thời gian gần như là mấy tiếng đồng hồ. Hết thời gian ngủ luôn rồi. À, tính làm xong sớm đi ngủ sớm mà lại không được rồi. Kệ nó, không sao cả. Chết nha, mình là team Valor các bạn. Nhưng hôm nay rất tiếc không có cái con Pokemon của mình. Ây da, nói mà đau lưỡi luôn, đau họng quá. À, yeah, ok, vậy là ok lắm rồi. À, bây giờ thì mình sẽ đi qua cái ngọn núi bên kia mình săn Groudon các bạn nhá. À, thì trước khi săn thì làm một quả Master Ball cho đỡ tốn thời gian. Không thì mình dùng súng cũng được, cho mình xây nhà nó lâu quá rồi nên là mình rồi được cái quả Master Ball chắc. Thiếu Necroberry, ok không sao cả. Lại mép mèo chù đi không. Mấy con rồng này cho qua bên kia được không ta, hay là để bên nhà này kia ta? Con này qua đây đi, con này đi, lâu lâu nhớ này quá. Nay cưỡi rồng vàng đi, đẹp quá à. Shiny thì mình cho nó lên trên đây đi. Hey. Nhà mình lần nào mình chơi cũng vậy ta, mình làm gọi là khu căn cứ rồi mắt bự luôn á. Này đáng là phải làm 4 cục bên kia nữa thì đẹp đấy. Có thể thiết kế cái khu này thành là khu nhà biệt thự luôn. Ồ, các bạn nhìn bên kia cài đảo. À, ghiền quá. Ơ, mình phải nghĩ là mình phải đi bắn nó ngủ thì mới ném bóng chứ thực bắt bắt liền thì cùi quá. Mình coi có đem đạn đủ đạn không. Ok dư các bạn ơi, dư 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 dư. Trời mưa đi luôn. Mình qua cái khu nhà của con Rodon ở ha. Rodon run đâu, rầu 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 rầu. Ê, lộn bên rồi, đi về hướng này mới đúng. Ê, không phải, hướng này. Hey, mình sát cái nhà của nó luôn, cái hòn đảo của nó đúng là hòn đảo ghê gớm các bạn thấy không? Một cái hòn đảo kinh dị.
Từ cầm súng lên đã. Ấy cha 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 cha. À để qua đây lượm một cái master ball luôn. Ê lượm là năm trái Necroberry mình làm water ball mình quăng. Không bắt một master ball thì bắt bằng thịt cũng vậy thôi. Làm xong cái nhà tốn thời gian quá trời luôn. Được mớ đồ. Trong đây sướng cái cưỡi con Charizard y đảo. Nó đã nó cứ hoài được luôn, nó không có biến hình bình thường như cái kia. Vài bữa nữa mình làm đồ thức ăn cho Pokemon ở trên đó luôn, cái máng thức ăn á. Đó, một cục này nó bay miết luôn á. Ôi, đảo này nhiều con Pokemon nhỏ quá vậy. Tàn phá. Ơi, hình như con Y nó chơi chiêu nhanh hơn á các bạn. Ơi, chơi chiêu rất là nhanh nha. Nhanh hơn cả ít nữa. Wow, các bạn hay lửa rồi đấy. Lửa cháy lên ghê quá, không biết nó ở chỗ nào đây ta. Lên trên cao nhất coi trước, lên trên nhất cả. Từ trên nhìn xuống đi cho nó dễ. Quá cao. Tí phao bó Obsidian rồi về luôn. Trên đây là không thấy nè. Ở dưới đây cũng không có. Ở đây là cái cỡ của tụi nó rồi. À, ý, ý. Ý, sao tụi này từ nó nhảy xuống nước không vậy ta? Rồi 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 tiêu rồi tiêu rồi. Nhảy xuống đó là chết chắc rồi. Tuy mày là người trong nham thạch nhưng mày nhảy xuống đó là mày chết rồi. Wow. Kể tính ra nó có một cặp luôn các bạn ơi. Ê, đừng 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 vô kia vô kia. Chết á chết á. Rồi xong đời luôn. Play ở đây. Mình sẽ cứu nó trước khi nó kịp rớt xuống. Ơi bay lên đâu rồi, đây nè các bạn, nó sẽ chưa chết được đâu, hay là mình quăng bóng luôn ta, chứ không thì nó sẽ chết đấy. Giờ mình play only lại rồi rớt xuống cái vùng nham thạch này là không có con nào sống nổi nữa. Ok, hay là bắt cấp lại cái đoạn hồi nãy ta để bắt được một cặp luôn. Ok, vậy đi. Như là nó thả ra là nó chết liền à, mình sẽ bắt cấp lại cái đoạn hồi nãy ha. Mình chỉnh qua bỏ trời mưa đi, à, thôi kệ đi. Ơi. Ơi cái what the fuck con nhện ơi, nó cắn sao chết mày ơi. Alo con dơi. Bà nội tụi mày. Bà nội cha tụi mày. Chơi nữa chứ. Dơi nè. Dơi nè. Khốn nạn mà. Khốn nạn mà. Chết đi nè. Tăng đam cho con này một chút đi các bạn. Này là gì trời. Quýnh tao nè. Lấy thịt. Ok quay lại nè. À quên nãy giờ để. Ờ bây giờ thì mình lao thẳng vô luôn. Nãy giờ mình cứ để con này nó bị đơ đơ thế nào ấy. Chứ để nó chết nữa. Đây một cặp trước khi hồi nãy bị chết đây nè. Chúng ta có thể bắt liền chứ để là nó lên nó chết nữa các bạn. Mình không biết là mình có chết không. Nên mình cứ bắn cho nó một băng AK đi. Để nó rớt xuống đây thì mệt lắm. Từ đã có thông số 15.000 máu ơi, 18.000 máu ơi. Rồi, lại chết một con nữa rồi. Cái chỗ đeo bắt con này nguy hiểm với các bạn ơi, nên là mình là phải dày thôi chứ giờ nó rớt xuống nó mất nữa. Mình là kiểu lấy thân hình ra mình đỡ các bạn biết không. Ơi mà giờ một cặp mình lấy thân mình ra mình đỡ người đó, tại vì mình là one nên là mình không bị nó quýnh mất máu đâu. Tại vì mình là admin.
Rồi, rồi. Rồi, ngủ hết rồi, phải không? Ngủ hết rồi. Đúng rồi, ngủ đi, ngủ đi. Đúng rồi, ngủ sớm như thế này thì thương. Đúng rồi, ngủ cái này ngủ sớm đi. Con cái cấp cao hơn con đực các bạn. Như vậy đi cho nó lẹ. Mà nhưng giờ có một quả Master Ball thì hai đứa tính sao? Rồi, một đứa vô Ultra, một đứa vô Master đi má. Chứ giờ tính sao? Master, Master sẽ lấy con đực. Ok. Đực ha. Yeah. Một bé. Bé này phải cho ăn thịt rồi bạn ơi. Con cái phải cho ăn thịt. Cái nó hung dữ lắm. Chúng ta phải cho nó ăn thịt để chúng ta mới bắt được. Ơi ta có cái cục này nè mày. Cho mày á. Mày có mày biến thành cổ đại được không? Chắc chắn là trong đây thì nó không có dạng cổ đại nha các bạn. Trong đây là không có dạng cổ đại. Ok, rất là ngoan. Rodon các bạn. Vô bóng đi cù. Ây da. Mình farm ít Obsidian đó mà. Tự thấy tài nguyên cái này không farm thì hơi phí. Mình farm hết một vòng á, gần nhà mình. Cái này chỉ cần có phương tiện bay là ok hết liền. Ê, Raudon. Ê, Raudon hình như nó ở trong đây nó farm được không ta? Rồi, xong luôn rồi. Nó về nhà hết rồi. Phải tèo. Về nhà hết rồi. Định test thử coi nó farm được không. Farm giùm mình một ít. Nó về nhà nó bỏ mình luôn rồi. Ham quá, ham quá, ham farm quá. Đi về không nổi rồi. Trời ơi, bắt đầu sương mù lại rồi. Thôi, qua dục đôi về. Rồi, ngâu đôn ở cái chỗ mà ghê vậy nè. Để thẳng đầu phạm mấy cái nữa coi. Ấy da, lộn tay rồi. Farm này để vài bữa mình chế nhà trên cây đồ ở động phải trên núi trên đồi đồ làm cái chuồng khổng lồ ở cho nó nuôi những con thú dữ các bạn nhờ. Vậy thôi. Ui mẹ ơi con này đi không nổi luôn. Mày chở một tấn đồ mà đi không nổi hả? Thanh niên cùi bắp lá gai. Tèn 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 tèn. Ok đi về thôi. Ok mình đã trở về nhà rồi. Hai bé râu đôn lấy ra ngay. Mình tắt máy tính hay mở máy tính gì nó cũng truy cập, nó bắt con này về của mình hết. Khó chịu. Qua nhà mới nào. Wow. À, những con thú về sẽ được để trên cao. Những con đẳng cấp là đây. Trời ơi, dữ nha. Dữ nha, boy, boy. Một cặp vợ chồng không biết nó đẻ được con không. Đúng mà chiều của nó luôn. Hey, để coi. Hey, tập này. Ê, đi theo cái gì bà? Cái bà con cái bà theo mình biết à. Đứng kia xếp hàng chào mọi người cho đẹp nào. Đẹp quá, đẹp ghê luôn á. Trong Minecraft nó đẹp rồi mà trong đây còn đẹp gấp N lần. Thì video hôm nay sẽ dừng lại ở đây. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại một like và subscribe để ủng hộ cho mình nha. Và bye bye mọi người.